Chào các bạn, chào mừng quay trở lại với phần tiếp theo của State VK. Okay. Thì ngày mình vừa đứng ngay quan sát một lúc, xem mấy cái con zom nó ở đâu mà chứ không phải mình thay thế chỗ của cái thằng kia đâu. Ok, tình hình là có một tin rất là shock ở trong cái phần này. Đó là như bạn thấy, cái thằng Jude Rosenberg của chúng ta đã bị mất tích. Và thực chất là mình đang tìm cách để làm sao để cho thằng này nó quay lại, là hoặc là chí ít là làm sao để tìm được nó rồi đến giúp đỡ. Có thể là nó đang bị tấn công bởi bọn zom, hoặc nó đang bị bọn xấu nó bắt cóc, có thể vậy. Trong cái game này thì những cái điều này nó không có gì là lạ cả. Mình hiện giờ mình đang rất là lo lắng bởi vì nó liên quan đến cái vấn đề sau này của game. Giờ mình đang không biết làm thế nào để thằng này còn có thể quay trở về. Nếu mà các bạn nào đi tiên phong mà đã chơi trước mà bị gặp vấn đề này mà đã khắc phục được thì hãy chỉ cho mình nhé. Có thể comment trên channel hoặc là chỉ là inbox qua YouTube hoặc là nhắn tin trên Facebook cũng được. Ok, mình xin cảm ơn trước. Tình hình là một thằng bị mất tích, một con thì mệt. Vậy nên là mình sẽ tiếp tục lấy con này đi cho nó đi chơi vậy, đi làm nhiệm vụ vậy nha. Ok, xem nào. Xem nhiệm vụ ấy tên là gì. Fairy Self. Thôi cái này đéo làm. Hiện tại là chúng ta đang có mấy? Hiện tại chúng ta đang có 3 nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ ở nhà này không tính này. Sẽ rách không tính. A Friend in Trouble. Ok, chúng ta sẽ làm cái này trước. Như bạn thấy giọng mình ở phần này có vẻ hơi căng thẳng và nghiêm túc. Đúng rồi ấy, bởi vì mình đang lo cho thằng kia, không biết nó đi đâu. Nó chán đời, bỏ nhà đi, này chết. Này ở đâu được. Mình sẽ chuẩn bị dụng cụ, rồi chúng ta sẽ cùng đi. Như bạn thấy là mình đã kiếm được cái ba lô 24 ô từ phần trước. Đúng rồi. Ok, check lại một lần nữa em ạ. Súng ống đạn dược đâu. Cái này là vạn 45. Ok, sẽ lấy cái này ra. Rồi, chuẩn bị đồ đạc á. Ok, đi rồi. Như trước mình nói là cái gì nhỉ? Trước mình có nói là xe sẽ sửa được nếu mà qua đêm. Thực chất nó qua đêm rồi nhưng mình đang không hiểu tại sao nó không sửa. Đây mình check lại nào. Đây là mình đang cho nó tạo cái gọi là cái đéo gì ta, cái giảm thanh homemade. Này chưa thể kiếm được thức ăn này. Em mua food đâu nhỉ? Ok, 9 phút. Này cần không đủ vật liệu xây dựng, với cả cần cái thư viện. Thì bạn nào cũng chơi qua cái đoạn này rồi thì hãy comment cho mình nhé. Và mình nghĩ là các bạn nên nhắn tin riêng cho mình, chứ bởi vì có thể các bạn comment trên channel thì nó sẽ bị gọi là bị spoiler, nó sẽ bị lộ trước ra. Bởi vì trong cũng có khá nhiều bạn chưa chơi mà vào xem bị spoiler rất là khó chịu. Nhưng mà mình thì đang cần, nên là các bạn có thể nhắn tin riêng cho mình, có thể inbox qua channel YouTube cũng được. Ok, nhưng mình cũng không biết cái xe nó có vấn đề gì mà nó chưa sửa được. Hay là mình để sai chỗ nhỉ? Ở đây để xem lại. Bây giờ đang vội, chúng ta phải đi làm nhiệm vụ ngay. Rất nhiều do. Mình sẽ cố giết hết bọn này. Hết chưa?
Xong. Lý do mà mình không muốn giết cái bọn zombie host này bằng xe bởi vì mình sợ, mình rất sợ bị hỏng xe. Lý do vớ vẩn đấy đi. Nhưng mà thật đi giờ rút kinh nghiệm rồi. Đi đâu lúc nào cũng phải có một cái xe bên cạnh. Chứ mẹ không zom nó đuổi mẹ chạy đéo kịp. Như mấy phần trước mẹ mấy lần mẹ suýt chết. Thoát cả tim. Xong. Trở về nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ này là Search and Rescue, tìm kiếm và cứu thoát, giải cứu. Có người trong này à? Mà cần phải giải cứu. Chờ tí hồi mana đã. Nhà đéo còn gì. Đéo còn gì sao bắt tao vào đây? Mẹ mấy cái thằng. Nhiệm vụ như lờ. Ôi, té. Ấy. Ok. Má cái nhà này mà. Trời ơi, vào nhầm. Thế mà cứ tưởng. Đây. Find missing survivor. Tìm Ồ, có lẽ nào nó lại là thằng này. Ồ, đây đây đúng rồi. Có lẽ nào lại là mẹ thằng kia. Thằng J. Chuẩn luôn. Ôi. Ui em anh yêu. Sướng vào lờ. Đủ má. Ôi may quá. Ôi sướng, vui vào lờ, sướng vào lờ. Đi thôi anh yêu. Về mẹ. Sau vụ này mẹ, em sẽ mẹ chiều anh hết mình. Giờ để em đóng cửa đã. Rồi, đi. Mẹ nhìn thấy thằng này mẹ vui vãi. Lòng sướng hẳn lên. Đi đi anh, đi anh. Lần này để em chờ cho. Đi. Đúng rồi, good baby, good boy, hôn cái, hôn cái. Từ xem bản đồ á. Sướng vờ lờ. Nhìn thấy thằng này phát. À, có em hỏi là mình dùng cái thao tác đá bọn zombie cho nó ngã bằng gì thì nói nào nhỉ? Anh dùng nút anh chơi bằng tay cầm Xbox 360 ấy. Vậy nên là cái nút của anh nó là nút left button cộng với Y. Đấy. Thì em mò đi nhá. Bởi vì mà kiểu gì thì kể cả chơi bằng đúng rồi, vẫn phải mò thôi. Bởi vì cái bản này nó vẫn là bản port, nó chưa hết, nó chưa hiện, nó chưa có bộ layout button của keyboard với cả chuột. Thôi nghỉ đi, đéo làm nhiệm vụ ấy đâu. Mấy cái nhiệm vụ phụ này mẹ để mẹ làm, để lúc nào không quay thì làm. Ôi anh yêu cũng nghỉ sớm thế. Giời. Yếu ở lờ. Rồi, mình sẽ tiến tới nhiệm vụ này. Lại Lone Soldier. Chiến mẹ chàng mẹ lính cô đơn, chàng lính đơn độc, cô độc. Sergeant Ten. Tìm cái thằng Sergeant kia. Tao tưởng mày. Móa mày mệt rồi thì mày còn đi đâu nữa hả thằng kia? Mệt rồi mày còn đi đâu nữa ấy? Mẹ chú nghỉ ngơi đi, mẹ phần sau mẹ anh mẹ lấy chú ra anh chơi ấy. Mẹ, chú cứ nọng vớ vẩn vờ lờ à. Đi. If you wanted to claim dibs on some of the better gear, I don't think anybody minds.
lẽ nên đặt outpost trong này. À mà thôi, để lúc khác. Để cái lúc không quay mình sẽ ấy. Mấy lúc đang quay dở này ấy nó mất thời gian. Này tiết kiệm độ dài của video. Lên đường. Anh đã từ nhà đi. Trên đường rất nhiều xe. Nhìn đéo con xe nào ra hồn cả. Đéo có siêu xe. Chắc phải gửi tin lên trên nhà phát triển game. Kêu mấy ông ý cho ra bản update. Xe cộ Lamborghini, Ferrari. Bao tiền em cũng mua. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, có con to, giết nó luôn. À, à, à. Con này quái vật nhờ. À, con này quái vật phết. À, 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 à. Trứng khôn hơn vịt à, hả? À. Trứng khôn hơn vịt à. U, lại còn tỏ ra mạnh mẽ. Làm sao khôn bằng anh được, mẹ các chú chỉ là mẹ lũ, mẹ não ngắn, mẹ thích ăn thịt người thôi. Làm không, mẹ thịt đéo với các chú cũng ăn hết. Cả các chú mẹ, mọi mẹ thú tính và lờ. Lại một con ngu, thích trèo lên ô tô của anh. Hả? Lại một thằng ngu, ôi ôi ôi. Úi rồi, úi rồi. Đi đằng nào ta? Ờ đúng rồi, lên đây. Đâu phải. Trời ơi, từ nãy cứ nhầm đường, quá mất hết cả thời gian. Mình cứ ngồi tán phét, bốc phét như này là chơi không bao giờ tập trung được. Các chủ cụ đề. Xe có vẻ bốc khói. Chết rồi. Đi đường nào ta? Để mình đi thì cái đường này xem, nếu không phải thì chắc lại phải phải quay về cái trại quân đội rồi. Cái trại quân đội lần trước bị bỏ rơi. Móa vào đấy sợ vờ lờ. Ôi, có thức ăn. Nơi mà có thức ăn. Nơi tình yêu bắt đầu. Ở cái cổng này ai phá nhỉ? Ui ui, con béo, con béo, con béo. Tao sợ mày lắm. Tao sợ mày lắm. Ôi ôi ôi. Sợ quá. Ê, chết một con. Chết không nhỉ? Thôi. Mẹ, chạy bằng cái xe pizza. Mẹ khắm đít vãi. Rip mẹ, em xe mẹ to. Nhìn xe dáng thể thao, sướng vờ lờ. May còn một con backup ở nhà. Ở mọi loại xe phải đủ hết. Cái xe này chạy khắm thật. Đúng là mẹ cái xe mẹ pizza mẹ rẻ rách quá khác. Lone Soldier. Thằng này nó làm gì ở tận trong máy này. Rồi lại nghĩa địa kìa. Ui ui ui, nghĩa địa, nghĩa địa. Đéo chơi, đéo chơi. Chỗ này là chỗ bỏ hoang. Mẹ kiếp. Mẹ ông ấy, anh ấy vẫn còn sống chứ? Không lâu đâu. Tôi phải ra khỏi đây. Tôi không thể ở lại. Bình tĩnh thôi anh lính. Có chuyện gì với anh thế? Tôi ốm quá. Hãy bỏ lại tôi đi. Hãy bỏ lại toàn bộ những người bị bệnh ở đằng sau. Biết đoán là biết lý do vì sao họ nói là đừng uống nước. Thôi chết luôn. Cô nên đi đi. Ừ, ok, sure. Thì mà what the fuck mà. Cho bố lên đây nhìn một thằng chết xong lại bảo bố mày đi. Mẹ. Nói thật cái mẹ có chuyện trò này đéo hay tí nào.
thích mỗi gameplay. Cái gì ấy? À, nó bắn thằng kia. Để cho mình chứng kiến. Right before they locked me out, the science geeks were talking about something they found up at the reservoir. Now I'm thinking we ought to go check it out. Cái vùng nước có thể do cái lũ thằng lính nó kể cái vùng nước có thể có vấn đề do cái bọn nhà khoa học nó nghiên cứu cái gì chắc là ảnh hưởng đến cái vùng nước, vũng nước mà cái thằng kia nó uống phải. Thằng kia bị bệnh chắc nó bảo nó đề cập đến đừng uống nước thì chắc là do nó uống nước nó bị bệnh. Chắc cái nước đấy nó có vấn đề. Lây lan mẹ sang cả nước. Chịu thua. Rồi, anh em ta phối hợp. Đây đây. Chết cha đi. Mũ làm sao lại với dìu mẹ. Chú toàn đi mẹ chọi. Chọi trứng với gạch đi mẹ. Hay. Ôi, cả một gian bán hàng rộng thế này. Sau này mà thế giới trở lại thì em sẽ chiếm cái chỗ mảnh đất này làm mở quán internet. Mở quán net. Thằng kia ra đây nốt nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Nhanh chị ơn điều việc nào. Đấy, đập chết nó đi. Ok. Tiến tới cái chỗ reservoir. Đéo biết từ này từ gì luôn. Trời. Mày có cần phải gây mất trật tự thế không? Có phải đông. Đấy, đập nó. Hay. Ủa sao mình cứ quay là cứ lúc bắt đầu quay là mẹ chuẩn bị trời tối nhỉ? Đen vờ lờ. Nhọ vờ lờ. Mấy con zom kìa. Chết. Thằng nữa ra đây nốt nào nhanh lên. Hay. Chúng ta phối hợp ăn ý phết. Hãy đi chậm thôi. Thằng kia ngồi xuống. Đi qua đoạn này. Thử stealth một ván xem. Bị phát hiện thôi. Có gì đâu. Ho con cạc. Chú biết mẹ đang ở đâu đâu mà ho. Tao đang buồn đánh rắm mà tao đéo thèm. Mà tao thì mẹ đang phải nhịn này. Hết chưa? Ok. Hết chưa? Hết chưa? Thằng kia, chết đi. Ui, mẹ nhà này. Vãi. Vãi cả nhà. Chết rồi, không lúc ấy không chờ để lấy cái của thằng béo. Chết thằng béo. Cái xe kia mà sao đéo thấy nó hiện nhỉ. Đi vào đây em e. Đúng rồi, đi vào đây. Chúng ta sẽ lấy xe chạy. Bị phát hiện rồi. Ui. Vai đái. Khỏe vơ lơ. Quá. Xong rồi. Còn này chạy bằng răng mẹ. Thế này làm sao bây giờ mẹ. Xong rồi. Thank you.
Gian nan vờ lờ. Gian nan vờ lờ. Đúng rồi, đập nó. Đúng rồi, tiết kiệm năng lượng cho nhau. Ôi. Ê. Ấy, what the f... Bố đéo chơi. Bố đéo chơi. Vãi đái. Ờ, ông ơi, chạy mẹ xuống đây nhỉ. Thử xuống đây phát. Có chạy được lên không nhỉ? Cái này cái gì? Bị cái gì ấy? Cái gì ấy? À, thằng kia đi đâu rồi? Ấy, mày làm gì ấy thằng kia? Trời ơi, ngu chưa kìa. Đụng má mẹ. Chưa ấy thằng nào mày ngu như cái thằng này mày. Mày còn chạy ra chỗ tao làm gì? Ơ đủ. Chơi bố à? Ngu này dẫn hết cả mẹ cái đống này ngu thật đấy, hết cả năng lượng. À, để mẹ tao mẹ tìm cách mẹ tao thiêu con kia. Quá trượt. Diêu hồng rồi. Đừng có lại gần thằng béo kia nhá. Đừng có lại gần thằng béo nhá. Hồn hồn thì chạy đi thằng kia. Mày lại một lần may mắn thoát chết mày. Đúng mày. Thằng này chắc mẹ nó mới vào quân đội hay sao mày, ngu đéo tả được. Nó lôi cả đàn ra, còn lôi ra chỗ mình nữa chứ. Mày lôi mẹ mình ra mày solo đi, mẹ bắt bố mày đánh. Ở đây may quá có xe. Well, the ones that weren't sick or hurt, at least. You saw what they did with them. This whole operation's been a chuckle fuck from day one, and your people seem to be the only ones with their heads on the outside of asses. Just sorry your reward for that looks like death by supercolor. Đi bộ cùng với thằng kia. Trông ảnh như không có zom. À, lựu đạn ngon. May quá. Grenade launcher. Ồ, có lựu grenade launcher này. Đi. Bây giờ vào đây, bó. Chỉ check hết rồi em. I recognize some of this. It's the same shit the Geek Squad was carting around when they were trying to find out what caused this. What's it do? Fuck if I know. I'm just a professional bullet stopper. They don't waste big words on me. They must have bailed in a pretty big goddamn hurry to leave all this behind. See if we can get a better look. Hồ hồ cái bờ. Oh, cái gì vậy?
Đây chắc vùng nước bẩn nè, nước bẩn. Chúng ta không thể tiếp tục uống cái loại nước này. The pass back by the fairgrounds. It links up with the main highway after about 10 miles. Trouble is, the army blocked it off when they left. Probably trying to stop whatever this is from spreading. Then how do we get out? I'm not sure yet. I got a couple of leads I can check out. Meantime, your people ought to start stockpiling supplies. I don't know what things will be like on the outside, but I doubt it's good. Đừng uống nước. Mission, mày. Giải thích vãi đái. Đừng uống loại nước này. Trông thằng kia kìa, lại lag kìa. Đéo chạy ra nổi. Ngu không? Mày vô ấy. Ok, tình hình từ nãy giờ mình nghĩ dung lượng cũng đủ rồi. Độ dài video cũng đủ rồi. Vì chất là mình không muốn quay dài quá, quay dài một cách thái quá, trừ những cái nhiệm vụ mà nó đòi hỏi chơi, nó đòi hỏi cái độ chơi khó, bị chơi đi chơi lại nhiều lần. À mà không, đòi hỏi cái độ khó thôi. Hoặc là bị nói chung là những cái nhiệm vụ nó kéo dài thời gian thôi. Nên là nói chung là ở phần này thì ban đầu thì mình cũng khá là đang căng thẳng vì chưa tìm thấy thằng kia. Thì mình cũng đang định là nếu mà không tìm thấy thằng đấy thì sau cái video này mình sẽ tìm hiểu cách tìm người missing. Nhưng mà may quá lại có cái nhiệm vụ tìm nó quay về tốt quá. Thì ok, mình nghĩ là mình sẽ gặp lại các bạn ở phần sau để xem phần sau có những nhiệm vụ gì. Bây giờ mình phải dọn dẹp mấy cái chỗ này và kiếm một ít supply, nghĩa là cái đồ dự trữ như mình vẫn hay thường hay làm khi mà không quay. Ok, vậy các bạn hãy cứ tiếp tục theo dõi các video tiếp theo nha. Bye bye.